Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đặng Thị Hoàng Yến tung đấm nặng 2,5 tỷ đô vào 3X, ông ba tung cước đấm sụp đế chế Tân Tạo. Bị chặn dự án nhiệt điện Kiên Lương, bà Đặng Thị Hoàng Yến biết thế nào cũng không sống nổi dưới thanh vuốt của ông bà Dũng, và bà đã đầu tư mua quốc tịch Mỹ. Đây là nước cờ mà bà Yến tính rất chuẩn, và thực tế là hiện nay chính quyền của nhà nước Cộng sản Việt Nam không thể truy tố một công dân Mỹ được. Như tờ Thời báo .d đã phân tích ở bản tin lần trước, hai nhân vật đỡ đầu cho Tân Tạo là Trương Tấn Sang và Nguyễn Minh Chiết đều là những ông già yếu sức, yếu cả sức khỏe thật lẫn sức mạnh về chính trị. Trong khi đó, ông Ba Dũng vẫn đang hỗ trợ cho hai đứa con trai chiến lược với thế lực chính trị mạnh nhất hiện nay. Thế lực Nghệ An trong Trung ương Đảng cũng đang tung hoành ngang dọc. Đây là hình ảnh bà Đặng Thị Hoàng Yến. Bà Đặng Thị Hoàng Yến hận ông Nguyễn Tấn Dũng đến thấu xương, đến nỗi bà đã không tiếc tiền bỏ ra để thuê luật sư kiện ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Số tiền bà Đặng Thị Hoàng Yến kiện ông Dũng lên tới 2,5 tỷ đô la. Đây được xem là cú đấm của bà Yến đấm vào gió, bởi kiện mẫu cựu Thủ tướng Việt Nam mà đâm đơn lên tòa án Paris, dù cho nó là tòa án trọng tài quốc tế thì cũng không làm gì được ông Nguyễn Tấn Dũng. Việc kiện ông Dũng như thế được nhiều người đánh giá chỉ là tiền mất tật mang, vì bà Yến mất đến nhiều triệu đô la để thuê công ty luật lớn đại diện cho bà thực hiện vụ kiện. Bà vừa tốn tiền mà tập đoàn Tân Tạo của bà hiện nay tại Việt Nam lại bị quần cho tơi tả, không còn sức gượng dậy. Đây là bước đi được cho là quá sai lầm, ảnh hưởng đến tập đoàn Tân Tạo, nơi mà bà vẫn còn là chủ tịch hợp pháp. Bà kiện ông Nguyễn Tấn Dũng ra tòa án quốc tế là bởi bà học theo cách mà ông Trịnh Vĩnh Bình đã làm. Thế nhưng bà quên mất một điều là khi đầu tư về Việt Nam thì ông Bình mang quốc tịch Hà Lan. Còn các vụ đầu tư của bà khi ấy, bà vẫn đang mang quốc tịch Việt Nam và là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như đại biểu Quốc hội Việt Nam. Trong khi vụ kiện của bà chưa đi đến đâu thì cổ phiếu của Tân Tạo xuống đến 57% so với hồi đầu năm 2022 và đang bị nhiều cáo buộc không minh bạch từ các sàn chứng khoán. Hơn nữa, bà Yến còn bị liên đới trách nhiệm trong một vụ án lừa đảo do chồng cũ của bà gây nên, dẫn đến phía chủ đòi nợ gửi đơn ra tòa yêu cầu phán quyết bà Yến phải phá sản vì không chịu trách nhiệm trả nợ thay cho chồng 21 tỷ. Đây là hình ảnh cú đấm tỷ đô của bà Yến. Trước đây, ông Nguyễn Tấn Dũng dùng quyền lực của người đứng đầu chính phủ đã bóp bà Đặng Thị Hoàng Yến như nghiền bột. Giờ thì uy quyền đó của Nguyễn Tấn Dũng không còn nữa, nhưng sức ảnh hưởng của ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn rất lớn, lớn đến mức cả ông Trương Tấn Sang lẫn ông Nguyễn Minh Chiết vẫn không thể đỡ nổi. Ngày trước, khi còn đang đương chức thủ tướng, ông Dũng đã dùng quyền lực nhà nước đang nắm trong tay để tấn công Tân Tạo của bà Đặng Thị Hoàng Yến. Tuy nhiên, giờ đây ông Nguyễn Tấn Dũng hoàn toàn có thể tác động mạnh vào hệ thống công quyền để họ chèn ép Tân Tạo của bà Đặng Thị Hoàng Yến. Và thực tế là tập đoàn Tân Tạo của bà Yến này khó thoát cảnh phá sản. Đây là hình ảnh ông cựu Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Ngày trước ông Ba Dũng làm Thủ tướng, ngày nay ông Ba Dũng nhờ được đương kim Thủ tướng chính làm thay ông. Đó là sức mạnh vô đối của ông Ba Dũng so với những lãnh đạo tứ trụ về hưu khác. Bà Đặng Thị Hoàng Yến để cảm xúc lấn át lý trí khi tung ra chiêu kiện ông làm ông cựu Thủ tướng để bụng phản đòn. Cũng có người nhận xét ông Ba Dũng là con người để bụng, ông là mẫu quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, nên nhiều người né va chạm với ông. Chỉ có bà Đặng Thị Hoàng Yến là bức xúc quá mà đâm đầu vào rắc rối với ông cựu Thủ tướng này. Cũng có dư luận cho rằng nếu bà Đặng Thị Hoàng Yến không đấm vào mặt ông Dũng thì có lẽ tập đoàn Tân Tạo của bà không rơi vào tình cảnh bi đát như ngày hôm nay. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin đứa con cưng là kẻ lừa đảo thuộc loại thượng thặng, ông Tổng lộ vết đen khổng lồ. Những ngày gần đây, cộng đồng mạng đã xôn xao với chiêu lừa của ông chủ tịch tập đoàn FLC vì nó ngoài sức tưởng tượng của rất nhiều người. Chỉ từ có 1,5 tỷ đồng, ông ta phủ phép nâng khống vốn điều lệ công ty lên thành 4.500 tỷ đồng, gấp 3.000 lần giá trị ban đầu.
Nhiều người khẳng định phải có bàn tay giúp đỡ ông Trịnh Văn Quyết mới có thể che mắt được cả hệ thống công quyền và các nhà đầu tư, thì ông ta mới có thể lừa được người dân trong thời gian rất dài đến như vậy. Nhân vật đó phải rất lớn chứ không thể là tép riu được. Nhiều nghi ngờ, một chuyên gia phân tích giấu tên đã cung cấp cho tờ Thời báo chấm đê những bằng chứng khá thuyết phục. Đấy là những bằng chứng nổi ai cũng nhìn thấy, còn những bằng chứng chìm thì vẫn đang còn trong vòng bí ẩn, chưa được khui ra. Điển hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam đã dìu ông Trịnh Văn Quyết sang Pháp để ký hợp đồng mua máy bay Airbus. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhân vật có quyền lực lớn nhất trong hệ thống quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Một khi ông muốn nâng đỡ ai thì kéo người đó đi theo để họ dễ dàng làm ăn với đối tác nước ngoài. Và ông Nguyễn Phú Trọng là rất ưu ái cho Trịnh Văn Quyết để ông này có thể tiếp cận được với những đối tác lớn. Để cho các tập đoàn lớn tin tưởng, ông Trịnh Văn Quyết phải mất thời gian rất dài để chứng minh bản thân ông và FLC có năng lực. Nhưng nếu ông Quyết đi theo ông Nguyễn Phú Trọng thì phía đối tác sẽ bỏ qua những giai đoạn nghiên cứu tìm hiểu đối tác vì đã có Đảng Cộng sản bảo kê. Vào năm 2018, ông Nguyễn Phú Trọng có chuyến thăm 3 ngày tới nước Cộng hòa Pháp. Chuyến đi kéo dài từ ngày 25 tới ngày 27 tháng 3 năm 2018. Trong chuyến đi này, ông Nguyễn Phú Trọng đã ưu ái dẫn Trịnh Văn Quyết theo để ông Quyết ký được hợp đồng rất lớn với hãng sản xuất máy bay lớn thứ nhì của thế giới Airbus. Và kết quả là tới ngày 27 tháng 3 năm 2018, trước sự chứng kiến của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng Cộng sản Việt Nam và ông Chủ tịch Quốc hội Pháp Francois De Rieu, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị FEC và Phó Chủ tịch Airbus đã phụ trách thương mại Eric đã ký biên bản ghi nhớ về hợp đồng cung cấp máy bay cho hãng hàng không Bamboo Airways. Chưa hết, vào ngày 27 tháng 2, ông Nguyễn Phú Trọng lại ưu ái mời ông Trịnh Văn Quyết vào phủ chủ tịch ký thỏa thuận mua 10 máy bay thân rộng Boeing 787 với hãng Boeing trị giá gần 3 tỷ đô la với tập đoàn Boeing của Mỹ. Bên lề hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ 2 diễn ra tại Việt Nam từ ngày 27 đến 28 tháng 2. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng dìu ông Trịnh Văn Quyết vào phủ chủ tịch để ký hợp đồng với hãng Boeing. Có người nói rằng khi Trịnh Văn Quyết lập hãng hàng không Bamboo Airways thì chính ông Nguyễn Phú Trọng đã đem uy tín của Đảng Cộng sản ra để bảo lãnh uy tín cho Trịnh Văn Quyết và FEC có được những hợp đồng béo bở. Trong lịch sử làm chính trị của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông chưa cưng chiều ai như cưng chiều ông Trịnh Văn Quyết. Nấp dưới một cái bóng quá lớn như vậy thì đương nhiên Trịnh Văn Quyết đã trượt dài trên con đường làm ăn phi pháp. Đây là cái họa mà không chỉ làm tiêu tan sự nghiệp chính trị của ông Trịnh Văn Quyết và làm ăn kinh tế của ông ta mà còn mang lại cái họa rất lớn cho người dìu dắt ông Trịnh Văn Quyết. Đó chính là ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng vốn đã dính đến huân chương lao động hạng 3 tặng thưởng cho Việt Á đã làm cho thanh danh của ông có một vết đen. Nếu xét thời kỳ ông làm bí thư thành ủy thành phố Hà Nội thì ông cũng lại dính thêm một vết đen nữa ở dự án bất động sản Chipucha. Có người nói rằng dạo này ông Nguyễn Phú Trọng dính vết đen ngoài ý muốn, có vẻ như sự nghiệp chính trị của ông đang đi xuống. Ông là người chủ lò mà bản thân ông không trong sạch thì ông giáo huấn được ai trong đảng của ông bây giờ? Đây là hình ảnh nhờ ông Tổng Trịnh Văn Quyết được bắt tay với Donald Trump. Đã 10 năm nay, ông Nguyễn Phú Trọng xây dựng hình ảnh của ông khá thành công. Tuy nhiên, hình ảnh này có thể gặp thử thách rất lớn khi bản thân ông này ngày một lộ rõ là bàn tay nhúng chàm chứ không trong sạch như người ta vẫn tưởng từ trước đến nay.